chi tiết mức phụ cấp quân hàm mới của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân. Căn cứ theo quy định tại Điều 3, Thông tư 07-2024, Thông tư Bộ Nội vụ, thì phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân được tính như sau. Mức phụ cấp bằng mức lương cơ sở nhân hệ số phụ cấp. Trong đó, hệ số phụ cấp được quy định tại bảng phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân, ban hành kèm theo Nghị định 204-2004-NĐ-CP. Theo đó, hiện nay, áp dụng mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng trên một tháng. Chi tiết mức phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân như sau.